Tiếp theo chương trình, Trung Lâm sẽ gửi đến quý vị, các anh chị và các bạn, nhạc phẩm Nhẫn Cỏ Cho Em, nhạc và lời của Đinh Giao Tiên. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho anh Trung Lâm. Trung Lâm xin kính chào quý vị. Chẳng nhận kim cương tặng em theo xin lễ tơ, thì đây anh đang nhận cỏ tặng em coi như bó ngọt. Lòng anh chắc em đã biết, anh nghèo em cũng chẳng nhân anh trao nhân cỏ chân. Nhà anh chung em xóm nhỏ, nhà em chung anh vách gỗ, thầy mẹ có vẻ ơn lòng. Em ơi anh đâu có ngờ tình cánh diều bay bay cao đứng chỉ cho diều, diều nó băng đời gian dối. Em về tung nhận cỏ ra để đeo vô những cửi huy, người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ thì em phải bận tâm gì. Anh nghèo nên chẳng nhẫn kim tặng em nhẫn cỏ làm lễ tơ. Chẳng nhận kim cương tặng em theo xin lễ tơ, chỉ đây anh đang nhận cỏ tặng em coi như bó ngỏ. Lòng anh chắc em đã biết, anh nghèo em cũng chẳng tặng anh trao nhẫn cỏ chân thành. Nhà anh chung em xóm nhỏ, nhà em chung anh vách gỗ, thầy mẹ có vẻ ơn lòng. Em ơi anh đâu có ngờ tình cánh diều bay bay cao đứng chỉ cho diều, diều nó băng thời gian rồi. Em về tung nhẫn cỏ ra để đeo vô nhẫn cửi huy, người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ thì em phải bận tâm gì. Người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ thì em phải bận tâm gì.
người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ thì em phải bận tâm. Cảm ơn quý vị.